Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của ngành công thương, việc mua sắm hàng hóa của người dân diễn ra bình thường, không có hiện tượng tích trữ và không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. Hiện nay thì các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo hàng hóa phòng chống dịch COVID-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi mở cửa hoạt động bình thường trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh giãn cách với nguồn hàng dồi dào, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân. Tại Bắc Ninh, Bắc Giang đã xây dựng kịch bản dự trữ tiêu thụ hàng hóa ứng phó dịch bệnh COVID-19, phương án đảm bảo lưu thông cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trong tình hình dịch COVID-19. Hiện Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời có phương án xử lý.